mà coi trời bằng dung ha, coi luật pháp không ra gì thì phải trả giá bằng những hành động như vậy đó. Trong những cái người mà không có liên quan vì câu chuyện này mà tập tành làm YouTube mà không chịu đưa mặt của mình ra, không chịu đưa mặt của mình ra, và tôi thấy quan sát cái người này trong một thời gian qua ha, trong một thời gian qua đã có những lời lẽ xúc phạm vào cơ quan chức năng, xúc phạm vào quỹ Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam rất là nhiều, và phân tích YouTube theo ý kiến không đa chiều mà theo ý kiến chủ quan, tự mình đưa ra vấn đề đó rồi tự mình bảo rằng vấn đề đó không đúng. À, thì chúng ta sẽ giao lưu vào buổi livestream ngày hôm nay luôn. Đó là trường hợp của một cái YouTuber. Ông YouTuber này ông câu view câu like ghê lắm các bạn, ghê gớm lắm. Tôi cũng đề nghị chị Lan vào để có những cái tiếng nói về cái ông này. Ông này ổng câu view câu like dạng như sư phụ của chúng tôi luôn á các bạn, sư phụ luôn á các bạn, chứ không phải là bình thường. Lúc thì nói không quản, lúc thì nói thế này thế kia, nhưng mà tôi nghĩ rằng tới thời điểm này anh ta có thể là đã dính vào tội 331 mà không hay. Các bạn nào không xem được trực tiếp cái video clip này, xin vui lòng xem lại vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn. Trường hợp chúng tôi đang nói tới đó là một YouTuber lớn tuổi nhưng chưa có tên, nhưng rất lớn tuổi nữa. Đó là YouTuber Trần Đình Thu. Tôi khuyên nhủ rằng anh Thu nên xem lại bản thân mình và nên dừng lại đúng lúc. Vì video clip anh mới vừa phát lên, tôi thấy rằng nó đã có dấu hiệu vi phạm và tấn công vào ngành tư pháp. Đặc biệt ông đã lên tiếng chỉ trích về một vị thẩm phán, ai cho phép ông cái quyền này. Thứ nhất là cái sự việc ông này ngang nhiên đưa cáo trạng lên trên mạng. Như vậy hành động đưa cáo trạng này nó có ảnh hưởng đến quá trình điều tra, hay là ảnh hưởng đến trật tự quá trình điều tra, hay là ảnh hưởng đến làm hoang mang dư luận hay là không? Điều này tôi nghĩ rằng ông này á, ông biết luật, ông đưa lên nhưng ông dẫn dắt dư luận đi theo vấn đề của ông, thì đó là dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhà nước ở đây là tòa án, cá nhân ở đây hay là tập thể ở đây là thẩm phán. Ông này không biết ổng có hành nghề về luật sư hay là không, ổng để là luật gia, luật gia, nhưng luật gia theo quy định của pháp luật và theo quy định của luật an ninh mạng, ai cho phép ông lên ông đưa những cái ý kiến chủ quan của ông để ông nhận xét về thẩm phán trong phiên tòa sắp tới, ai cho phép ông? Hành vi này là hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến của nhà nước, xâm phạm vào quá trình coi như là quá trình nó cái gì cho nó đúng ta, quá trình xem xét vụ án của chị Hằng trước khi ra tòa vào ngày 21 và ngày 22 tháng 9 năm 2023. Tôi nói sách mách có chứng. Thứ nhất, cái vụ án này không có liên quan gì với Trần Đình Thu. Anh ta đã lợi dụng cái vụ án này để mà công kích vào cơ quan chức năng. Ai đưa cái cáo trạng này cho anh ta, người đó tôi nghĩ rằng cũng phải có cái mối quan hệ và phải chịu thôi các bạn. Ông này ổng tính thay mặt pháp luật, thay mặt thẩm phán để phán tội chị Hằng, nhưng mà ổng bé rồi các bạn, bé cái nhầm rồi các bạn. Đó, ổng đưa lên một cái bản cáo trạng, cho tôi quên xóa cái chữ này một cái. Các bạn chờ tí nha, nói sách có chứng chứ, mất công chị Lan vào chị Ban nói tôi câu view câu like khổ tôi lắm các bạn, khổ lắm. Đây, ổng ngang nhiên đưa cái bản cáo trạng này lên trên mạng mà tôi nghĩ rằng đưa thoáng qua để giống như mình vậy nè, để cho người ta biết rằng mình nói chuyện có dẫn chứng thì ok. Nhưng tuy nhiên cái vấn đề mà ổng đã đọc hết cái cáo trạng này và ổng suy diễn theo cái hướng mà công kích vào cơ quan chức năng, công kích vào tòa án, thì tôi nghĩ rằng Cục An ninh Bộ Công an phòng chống tội phạm công nghệ cao nên mời ông này về làm việc. Tại vì ông này đang lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm vào cái sự việc pháp đình. Đó, và ông ngang nhiên ông bảo rằng thẩm phán đã có vấn đề. Thẩm phán đã có vấn đề về nhận thức. Như vậy là ông đã xúc phạm vào thẩm phán rồi. Cái phiên tòa chưa diễn ra,
Ai cho phép ông lấy cáo trạng lên ông nói và ông suy diễn theo cái cách của ông? Tôi nghĩ ông này chắc đi theo chị La, chị Hằng Ni quá các bạn. Hôm qua chị Tư cầm mũi lên chiến với Đình Lan rồi hay không? Đúng rồi, em chưa hay. Để bữa nào em mời chị Tư lên trên của em nữa. Dạo này thấy chị đẹp gái quá ha. Đó thì tôi sẽ dẫn chứng cho các bạn nghe. Trời ơi, nói đến kênh mình là phải có chứng cứ, bằng chứng. Ngày hôm nay trên cái đường like này, tôi có khuyên nhủ mọi người rằng dù biết hay là không biết, chúng ta cũng không nên dẫn dắt dư luận mạng đi đi trên cái live stream để mà xúc phạm về cái cơ quan chức năng, đưa ra những cái suy nghĩ lung tung, chủ quan để mà xúc phạm vào ngành tư pháp. Và những cái hành động này là hành động vi phạm pháp luật, các bạn đừng nên làm theo nha. Chúng ta kiên quyết phản đối những hành động như thế này. Ok, con xin chào chú Phạm Hồng Phong. Xin chào anh Bình Lê, xin chào anh Kiệt Trần, em có chào sót 20 thông cảm nha. Xin tổng chào 256 khán giả, 76 like. Cuối chương trình em sẽ chào mọi người lại nha. Cái lực gia Trần Đình Thu này em đã theo dõi ông này một thời gian. Ông này chuyên môn lợi dụng vào báo chí để mà công kích vào cơ quan chức năng. Chẳng hạn như hôm trước ông có cái bài một cái bài YouTuber bảo rằng là công an lấy dân làm đá trắng, thì em nghĩ những hành động đó là hành động có thể cấu thành tội 331 trọng trong tương lai. Và em nghĩ là ông này chắc xin một vé đi vào chung với chị Ni rồi. Anh Bình Lê ơi, đây tôi nói sách bánh có trứng chứ không phải tôi nói chuyện đồ chơi nha các bạn. Các bạn nghe nè. Kính thưa tất cả bà con, thì trong cái video này tôi nói về cái chuyện mà tôi cho rằng là thẩm phán có vấn đề về nhận thức ha. Đó, các bạn thấy không, mới có vào video clip của họ, với vào clip của mình chỉ có 12 giây thôi là ông bảo rằng là thẩm phán có vấn đề. Ai cho phép ông nói câu này? Ông là ai? Ông là thanh tra bên ngành tư pháp hay là ông là ai? Ông có quyền mà ông nói như vậy. Cho dù ông là ai chăng nữa, ông cũng không có quyền lên trên mạng mà nói đụng chạm vào cái ngành tòa án như vậy. Như vậy là ông này đã, tôi thấy là ông đã chính thức bước nửa chân vào tội 331 rồi đó các bạn. Bước nửa chân vào tội 331 rồi đó. Cái sự việc này tôi đã nói các bạn rồi, các cái bác thẩm phán đã rất là công minh trong vấn đề này, đã nghiên cứu hồ sơ rất là kỹ để mà đưa cái vụ án này ra tòa. Ra tòa thì ai có nhiều bằng chứng chứng cứ và ai có những lập luận sâu sắc thì người đó sẽ thắng. Chứ còn bây giờ tôi đã nói các bạn, ví dụ các bạn rồi, chị Hằng lên livestream đầu tiên, cái người chị Hằng nhắm đến là ai? Là ông Võ Nằm Yên. Chứ không phải là 10 cái người này. 10 cái người này là những người 10 người phát sinh sau này. Đó, do đó là chủ thể ở đây là ông Yên, chứ không phải chủ thể ở đây là những cái người này. Do đó mà thẩm phán người ta thay đổi tư cách cái người tố tụng là đúng, không có sai. Đúng chưa? Chừng nào ra tòa chứng minh được, bây giờ vẫn chưa ai chứng minh mình được thiệt hại như thế nào. Chẳng hạn mình đã làm một video clip về chị Ni cho các bạn xem hồi nãy rồi đó, bạn nhớ bạn ủng hộ mình nha. Trời ơi, gửi cho cơ quan chức năng cái đơn thuốc là yêu cầu người ta bồi thường thiệt hại cho mình. Các bạn thấy cái ngộ nó lạ kỳ không? Trời ơi, gửi cho người ta một cái đơn thuốc mà bảo rằng là mình bị trầm cảm thế nào đó rồi bắt người ta đền. Các bạn thấy mơ hồ không? Trong khi đó tưng bừng khai trương trụ sở mới. Như vậy tính cái gì, cái tinh thần của chị này đâu có giảm sút. Thậm chí là còn ăn nên làm ra, lợi dụng vào nói chuyện mà chị Hằng để người ta ủng hộ mình. Đó, cái đó còn lợi dụng nữa đó, lợi dụng vào danh tiếng chị Hằng để ủng hộ các bạn. Thì tôi nghĩ rằng với clip này coi chừng đó, những cái tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà khóa mồm nó như vậy đó, là tôi những khi tôi phải đề nghị Cục An ninh Bộ Công an ha, phải tiến hành khóa mồm miệng ông này mới được. Các bạn thấy không, mới vô là xúc phạm cơ quan chức năng liền luôn. Trời ơi, mình có bằng gì thẩm phán không? Mình có bằng về luật không? Mình là phải là chuyên viên cấp cao của luật không? Mình có quyền gì mà mình lên mình xúc phạm như vậy? Tôi kiệt liệt phản đối những hành động như thế này. Và những hành động như thế này phải cần phải bị pháp luật trừng trị. Các bạn đừng có làm theo nhé. Đừng có làm theo. Dù cho các bạn có ghét chị Hằng lên chăng nữa cũng đừng có làm. Ok chưa? Đây, quảng cáo quá trời các bạn. Ông này câu view câu like là phải nói là thì bậc thầy luôn á các bạn. Ông này câu view câu like so với những người đem lên sự thật của mình là ông bậc thầy luôn các bạn.
hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với ông Nguyễn Đức Hiển. Đó, thấy không? Đấy, bà con thấy rõ chưa? À, vậy thì là sao? Không phải là bị hại thì là cái gì? Nghe không? Là cái gì nào? Ông tưởng ông là phiên tòa online hay gì? Ông tưởng ông là thẩm phán hay gì mà ông công kích vào thẩm phán? Rõ ràng cái vụ án này không có liên quan gì tới ông này cả. Phải chi ông là một trong 10 người được xem á, là có liên quan vụ án này thì ông có quyền lên tiếng. Ai cho phép ông lợi dụng vào cái cáo trạng và cái bút lục trong cáo trạng này để mà công kích vào cơ quan chức năng như vậy? Đó thì tôi nói các bạn đó, tự do ngôn luận mà tự do kiểu này có phải là hết sức là đáng chê trách không các bạn? Hết sức đáng chê trách. Và video clip này á, vượt phát cách đây một tiếng đồng hồ, tôi đã đau về rồi ha. Cần thiết cơ quan chức năng, ổng lỡ mai ổng xóa kênh YouTube á, thì vẫn còn video clip ha. Tôi đã lên, tôi đã lưu đường like lại và tôi đã lưu lại cái video clip này rồi, có chạy không nổi đâu ha, thì không nổi đâu các bạn. Ông này đã cơ quan chức năng người ta cũng đã, tôi nghĩ rằng cũng đã theo dõi rồi các bạn. Có thấy không? À, từ khi đưa qua tòa thì thẩm phán đọc cái cáo trạng đó thì phải phân biệt được đâu là bị hại. Ủa, cái vấn đề này anh đâu có tư cách nào mà anh nhận xét. Anh có làm thẩm phán chưa? Nếu anh có đơn thẩm phán thì tôi nghĩ rằng anh chia sẻ về kinh nghiệm thì được. Anh chỉ là một thằng dân chủ cội, hiểu không? Thằng dân chủ cội chưa đủ tư cách luật sư nữa. Thẩm phán á, là trên luật sư tới mấy cấp, có hiểu không? Về cái vụ Pháp Bình á, biết không? Như vậy là ông này đã tấn công quá trắng trợn vào thẩm phán sắp tới của viên phiên tòa ngày 21 tháng 9 năm 2023. Như vậy là tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng, cục an ninh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, bộ công an nên làm việc với cái anh luật gia Trần Đình Thu này để cho cộng đồng mạng trong sạch lại. Trong khi vụ án chưa xảy ra thì ông này anh dùng những cái lời lẽ phân tích lệch lạc như vậy ảnh hưởng đến ngành tư pháp rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng video clip này sẽ đưa anh ta đi vào chữ 30 các bạn, cõi hư vô đó các bạn, cõi hư vô, để các bạn thử xem tôi nói có đúng không các bạn nha. Tôi thấy cái video clip này là viêm phép có thể là đưa anh ta đi vào cõi hư vô. Cái này chỉ cần một hai bài báo mà trích dẫn video clip này lên giống như bên phía bên những luật sư của Thiền Am là xong hàng các bạn, xong hàng. Người ta sẽ mời ông này lên, ta hỏi tại sao ông lại phân tích như vậy, thì lúc đó đó cho ông đấu lực với bên phía cơ quan chức năng nha, ha, cho cái cảnh sát điều tra. Cái người này tôi đã phiên nhủ rất là nhiều lần, có thể là video clip này phiên nhủ lần cuối cùng, không phiên nhủ nữa. Mà các bạn thấy tôi phiên người nào là người đó không nghe lời là lên đường, bạn nhớ không? Tống Trần này ha, Thiền Am này ha, chị Ni này ha, lực Chào Kim Lân này ha, đó. Có thể là hậu drama chuyển sang vụ án của chị Hàn Ni, người ta mời ông này lên có liên quan tới ABCD gì đó, vì đó là vấn đề điều tra bí mật. Tôi sẽ đưa clip này cho cơ quan điều tra này rồi đó, các bạn thấy không? Rõ ràng ông này đang lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ai cho phép ông đưa cáo trạng lên trên mạng rồi ông suy diễn theo cái lối của ông? Cái việc mà ông đưa cáo trạng lên trên mạng, ông được sự đồng ý của cơ quan chức năng hay là chưa, thứ nhất. Thứ hai, ông không có là cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong cái câu chuyện này. Ai cho phép ông suy diễn theo cái ý như vậy được? Tôi không biết sao nữa. Ông cố tình rồi, ông ơi. Ông cố tình rồi. Cố tình ông gây náo loạn rồi. Đó, các bạn thấy ông dám nói là thẩm phán cố tình gây náo loạn, các bạn thấy không? Tôi bó tay rồi đó. Còn không có cái cách gì là có thể hiểu. Cố tình rồi.
Chứ còn bây giờ hiểu sao bây giờ? Người ta ghi sờ sờ ra như thế. Đó là chưa nói kết luận điều tra nha. Kết luận điều tra tôi sẽ nói sau. Ghê vậy, có kết luận điều tra luôn. Nhưng mà cáo trạng là người ta ghi sờ sờ ra là như thế. Đó. À, cần tôi đọc cái trang từ trang số 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 1 đó. À, thấy ghê không? Đó, ông này ông tung cái cáo trạng lên luôn các bạn. Tung cáo trạng lên luôn, ai cho phép ông Tư cũng cáo trạng làm ảnh hưởng quá trình điều tra như vậy. Ông làm như vậy gây hoang mang dư luận. Và người ta cứ nghĩ rằng cái vụ án này có vấn đề thì ông sẽ ăn cho hết. Ông ăn cho hết nha. Ở không không có gì làm đúng không? Chán nấu cơm đúng không? Ok. À, tôi thấy cái dấu hiệu này là không xong rồi Đại Dương ơi. Dám móc cáo trạng ra đưa lên trên mạng ha, rồi suy diễn lung tung ha. Trong khi á, những cái đoạn phản động bây giờ nó ưa lợi dụng vào cái sự việc này nè, để mà kích động cộng đồng mạng, kích động khối độ đoàn kết, kích động người dân chống lại chính quyền là cái điều hết sức là nguy hiểm. À, và với vai trò tôi là một YouTuber, tôi cảm thấy rằng hành động này rất là sai trái, hành động này rất là nguy hiểm cho cộng đồng mạng và xã hội. À, do đó là mình cũng đề nghị Cục An ninh Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an mời cái ông YouTuber luật gia Trần Đình Thu này lên hỏi rõ ổng ai cung cấp cáo trạng cho ông. Ông có quyền đưa cáo trạng lên trên mạng để suy diễn lung tung như vậy không? Ông có chứng cứ gì? Đó, thứ hai nữa, ai cho ông xúc phạm vào thẩm phán? Ai cho phép ông làm điều đó? Đó, và ông những lời nói của ông trong clip này ông thấy có phù hợp với pháp luật hay là không? Bản thân tôi là thấy vi phạm hoàn toàn rồi đó các bạn, vi phạm hoàn toàn pháp luật đó. Vi phạm với 20 cái hành vi không nên xuất hiện không công an mạng. Và hành vi đầu tiên là hành vi tuyên truyền chống đối nhà nước, rõ ràng hay rõ ràng chưa? Anh Bình Lê thấy rõ ràng là ổng lợi dụng cái vụ án này để ông xuyên tạc, mà trước đó cơ quan chức năng bảo rằng lợi dụng vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng để xuyên tạc và cơ quan đã nhà nước là tội ngập đầu. Đó, tôi nhắc lại một lần nữa là như vậy thì tôi nghĩ ông này đã vào tầm nhắm rồi. À, vào tầm nhắm rồi các bạn. Ok, con xin chào chú và Phạm Hoàng Giang. Trời ơi, phiên tòa vô diễn ra, suy diễn lung tung. Chưa có diễn ra phiên tòa sơ thẩm thì nói lên phiên tòa phúc thẩm. Sau khi suy diễn phiên tòa phúc thẩm, khán giả người ta không xem không nữa thì suy diễn lên đến tòa án cấp cao. Rồi sau đó suy diễn tòa án cấp cao thì chuyển sang tòa án tối cao luôn. Chưa dừng lại ở đó thì cái YouTuber này lại đem cái cáo trạng, mà cái điều này có phải là bí mật của điều tra không, ra để suy diễn lung tung. Đem cáo trạng lên trên mạng đọc như vậy, tôi nghĩ rằng là không nên. Cái sự việc chưa ra tòa không nên làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cái ngành tư pháp rất là nhiều. Nhưng mà ông này ông đã cố tình làm như vậy rồi, chứ không phải là vô tình. Tại vì cái gì giống như tôi là YouTuber, tôi không biết là đưa những cái cáo trạng lên trên mạng như vậy là không được cho phép. Nhưng ông này ông bảo rằng ông là luật gia, như vậy là ông biết luật mà phạm luật luôn. Thì lối về T30 sẽ mở rộng với ông này thôi các bạn, mở rộng thôi. Không lúc này cũng lúc khác thôi. Những hành động mà tiêu cực, truyền cái lửa tiêu cực cho cộng đồng bạn như vậy là rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm các bạn, nguy hiểm lắm. Và coi thường ông này, và ông này bị liệt vào tội 117 luôn á các bạn. Tội 117 là loại chống phá nhà nước đó các bạn. À, khứa này thì tôi thấy rồi đó, khứa này tôi thấy là không ổn rồi các bạn ơi, không ổn, không ổn. Câu view câu like làm chi cũng không biết các bạn. Dám đưa bút lục lên mạng, đưa cáo trạng lên mạng, coi pháp luật không ra gì thì tôi thua ha. Và vụ án này đâu có liên quan tới ổng. Phải chỉ ổng là luật sư có liên quan đến người mà vụ liên quan, hay là ổng là cái người có liên quan trong vụ án này thì người ta còn châm chế. Còn như nhà ổng không liên quan, có rõ ràng là ổng câu view câu like dựng tích thì các bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Ok, ông này chắc không xong rồi, tôi thấy là không xong rồi. Cái chỗ này là cái chỗ mà có thể là cái hình ảnh của Trần Đình Thu. Trần Đình Thu chụp với Nguyễn Tiến Dũng em không có, chắc YouTuber khác có anh ơi. Chắc có, em không có. Em chỉ có hình Nguyễn Tiến Dũng chụp chung với chú Sĩ à. Cái hình ổng chụp chung với bên kia em không có. Và hiện tại cái YouTuber luật gia Trần Đình Thu này là đang giấu mặt. Hồi đó tới giờ ảnh chỉ quay trên màn hình thôi chứ chưa bao giờ quay mặt ảnh bao giờ. Đó, không ai biết mặt ảnh là gì. Tôi cũng đề nghị anh này cũng phải lên trên mạng chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Tôi không trích dẫn hết những video clip của ảnh.
các bạn có thể là qua để kiểm chứng, ủng hộ Chảnh lần cuối, chứ lượt xem anh ít quá, lượt xem anh ít quá anh tức. À, anh tức thì anh làm chuyện sằng bậy như vậy để lôi kéo cộng đồng mạng vào cái kênh của mình, à, nhằm tăng view tăng like, thì cái điều trả giá cho hành động vi phạm pháp luật đó thì thua các bạn. Ok, buổi livestream hôm nay cũng quá dài rồi. Cái vấn đề phân tích về ông Trần Đình Thu này các bạn không xem trực tiếp được, các bạn có xem lại vào lúc 6 giờ chiều ngày nay hôm nay. Cứ cảm ơn mà các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi, các bạn nhớ tặng cho mình một like subscribe các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tổng giám, bye bye.